lánh trưa ngày 29 Tết, 29 tháng chạp âm lý thân. Hôm nay thì cũng có 30, cho nên hôm nay cũng là chiều 30 đây. Trước mặt quý vị và các bạn là cầu Cao Lãnh đang được xây dựng nối giữa hai bờ của sông Tiền, giữa thành phố Cao Lãnh và huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp. Nếu như trước đây trên sông Tiền, sông Hậu, trên sông Cửu Long có rất nhiều những chuyến phà lớn, chuyến phà nổi tiếng như là phà Mỹ Thuận, rồi mấy người đã được xây cầu khởi đầu tiên là cây cầu Mỹ Thuận với sự tài trợ của Úc, chính phủ Úc năm 1997. Với cầu dây băng đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long và cũng ở Việt Nam, mở đầu cho phong trào xây dựng các cây cầu dây băng, cây cầu lớn bắc qua những con sông, các nhánh sông sông Cửu Long. Và chỉ khoảng 1-2 năm nữa thôi thì cầu Cao Lãnh thì cầu Cao Lãnh các bạn đã sẽ vĩnh viễn chuyến phà Cao Lãnh. Nhớ đến bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuy có tên gọi là Chiều Về Trên Sông. Đó có lẽ là một trong bài hát hay nhất của Phạm Duy, viết về miền Tây, viết về sông nước Nam Bộ. Có những câu như chiều buông trên dòng sông Cửu Long như một cơn mưa trong ơi chiều về đâu ôi hàng cây gỗ sông. Và khi đi trên chuyến phà Cao Lãnh trên sông Tiền thì tôi nhớ đến những đoạn văn tả cảnh sông Tiền từ cái tàu thượng xuống cái tàu hạ xuống qua Cao Lãnh của trong cuốn 7 ngày trong đồng tháp 10 của nhà nghiên cứu của học giả Nguyễn Hiên Lê. Ông tả rằng những đêm trăng là đi thuyền từ trên cái tàu thượng, từ trên mạn Hồng Ngự xuôi sông Tiền về Cao Lãnh. Hai bên là những làng quê, những bãi bồi trồng ngô, trồng dâu, trồng lúa. Và cảm giác đấy là con sông trong thơ Đường, thơ Tống ngày xưa. Quý vị và các bạn, bây giờ thì tôi xuống phà thôi. Hôm nay là ngày 29 Tết rồi, tức là 30 Tết rồi. Chúc quý vị và các bạn thân tâm an lạc trong đón gia đình đón năm mới.